Trời đã quá. Bạn nghe cái tiếng nó rất là giòn. Bè của nó rất là to luôn á. Hi, xin chào mọi người, mình là Duy và đây là kênh Duy House. Thì hôm nay là cuối tuần rồi, thì mình có trồng mấy cái cây cải này nè, đó mấy cây cải này nè. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch nó nha. Tính tới nay chắc cũng được là hơn một tháng rồi á, kể từ lần thu hoạch lần trước. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cách mình thu hoạch những cây cải này cho các bạn xem. Ban công này là ngang 1,5 m và dài khoảng 3 m. Thì mình đang sắp xếp những cái cây rau như vậy nè. Hôm tuần rồi mình có quay lại á, cái cách sắp xếp của mình á, thì các bạn có thể xem ở video trước nha. Chủ yếu là khi mà mình làm những cái vườn cây mà diện tích nhỏ thì mình phải tối ưu diện tích. Cho nên là mình sẽ lắp đặt thêm những cái kệ như vậy nè, để cho những cái cây sau nó hứng được ánh sáng mặt trời. Đó, thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Còn đây là cây cải thìa nè. Trời ơi, nó mọc như là cái hoa vậy đó, rất là tốt luôn nha. Đã ghê không? Cây này là cây to nhất nè. Cây này là cây chắc to thứ nhì quá. Ở dưới này là mồng tơi, mình cũng sẽ thu hoạch luôn để cho nó ra những cái nhánh mới. Trước Tết thì mình thả hạt giống. Thì mình thả hạt giống vào cái rọ này nè. Ở đây thì cái cây này nó chết rồi. Mình thả đầy hết luôn á, nhưng mà nó chết cũng một vài cây à. Mấy cây này thì nó sống mạnh, rất là mạnh nè. Thì ở dưới đây là mình trồng thủy canh, cho nên ở dưới đây là nước. Nước rồi cái này là cái phao á, nó sẽ nổi lên. Mỗi khi mà mình thấy cái này nó chìm xuống, nước nó cạn á, thì mình sẽ châm nước vào. Mình dùng thủy canh này nè các bạn. Nó có hai bình nha, một bình đỏ và một bình trắng. Đó, ở trên đây nó sẽ có ghi nè, ví dụ như là cải bẹ xanh là nồng độ TDS là 1400 tới 1850, cải ngọt là 1350 tới 1800, vân vân. Tức là cái nồng độ BBM TDS này á là nồng độ của những cái hạt dinh dưỡng nó nằm ở trong cái nước. Thì nếu như mà cái hạt này mà mình để quá nhiều á, hơn cái khuyến cáo này á, thì mình ăn sẽ không có được tốt, nó sẽ có chất độc nha. Cho nên là các bạn lưu ý là nếu như mà các bạn trồng thủy canh á, thì các bạn nên pha theo đúng cái nồng độ đây. Thì cái này á, đơn giản lắm, là mình mua cái cây bút TDS á, thì mình đo được cái nồng độ đó thôi. Đây nè các bạn, đây là cây bút TDS. Thì cái cây này là cây của Xiaomi, kiểu rất là dễ thương, đẹp ha. Còn cây này là cây của hãng gì mình cũng không biết nữa. Wow. Mình mua ở trên Shopee á. Nhưng mà cái cây này á, thì nó sẽ đo được thêm cả nhiệt độ. Thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là cái nồng độ TDS của mình nó như thế nào nha. Mình đo bằng hai cây luôn. Cây này là cây Xiaomi nè. Ở đây nó để như vậy có nghĩa là 1200 BBM. Đây là 1200 BBM nha. Rồi với cây này nè, cũng là 1200 nè. Nó vẫn thấp hơn so với lại cái nồng độ BBM mà người ta khuyến cáo. Như vậy thì mình khi ăn nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Trời đã quá. Bạn nghe cái tiếng nó rất là giòn. Coi nè, bè của nó rất là to luôn á. Cái cây này là tại vì nó nằm ở phía bên ngoài á, nó hứng được nhiều ánh sáng nè, cho nên cái phần bè của nó rất là tốt ha. Nó quang hợp được nhiều các bạn. Cây mà
thức ăn của cây thì lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời nè, không khí và nước. Rồi. Coi nè. Lá to. Y chang cái thìa ha, bởi nó gọi là cái thìa. Thật ra hồi hồi xưa mình không có thích trồng cây đâu. Mà kể từ ngày mà mình ở nhà do dịch Covid nè, mình trở nên ham trồng cây. Mà mình trồng được quá trời luôn á. Này thật ra đi mua cũng không có bao nhiêu tiền đâu, mà tự trồng cái mình thấy thích hơn, đúng không bạn? Tự tự mình trồng ăn nó cũng thấy ngon hơn. Hồi trước mình tưởng trồng không được á các bạn, tại vì á là trồng khoảng thời gian đầu á mình để nó tùm quá, mình không có sắp xếp cái vườn mình á, thành ra là hả không có ánh sáng, nó cứ èo uột vậy á, lớn nổi. Mồng tơi nè, mồng tơi nó bò ra tới đây luôn nè các bạn. Mồng tơi á, thì mình phải phải cắt thường xuyên thì nó mới ra được nhiều nhánh và có được nhiều lá ha. Mồng tơi mình chủ yếu là mình ăn lá. Ồ, có lá to nè. Được vài lá to à. Mà một khi đã to là rất là to ha. Đây là giống mồng tơi lá to. Cái lá này nó không có phát triển được nè, nó nhỏ xíu à. Rồi đây là thành phẩm ha. Được 4 rổ rau nè. Cái này nó đầy ụ luôn á. Mồng tơi. Cải thìa. 3 rổ cải thìa ha. Đó. Nhà mình mà ăn cái này chắc cỡ chừng 3 ngày. Không, chắc 4 ngày á. Nhà mình ăn cũng cũng ít. Có chút xíu gì nè mà hả thu hoạch được 4 rổ nè. Riêng cái cải xoăn này mình không có hái ha, tại vì là cứ 2-3 ngày mình xin ẻm một lá vậy đó. Đó, cứ xin là em cải ơi cho anh xin một lá và bứt một cái đó, vậy là được. Lâu lâu mình làm nước ép kiểu như ép thơm hoặc là ép táo với lại cái lá cải này nè, cần một lá đó, không dám xin nhiều. Cải thìa này hôm nay mình tính là mình làm gà hấp cải thìa. Hôm trước mình có hỏi mấy bạn ở trên Facebook là cải thìa này mình nên làm gì, nếu như mình không muốn nấu canh mà cũng không muốn xào thì mình làm được cái gì, thì bạn kêu là làm gà hấp cải thìa. Thì bữa nay mình làm thử coi sao, ăn như thế nào, mình cũng chưa làm lần nào hết trơn á. Mình làm thử coi. Các bạn đừng có vội bỏ cái nước giò gạo này nha. Dùng nó để tưới cây rất là tốt cho cây. Cải mình rửa sạch để cho ráo nước. Cải nhà trồng nên mình chỉ cần rửa sơ cho nó sạch bụi là được.
củ gừng này mình ngâm nước thì mình sẽ cạo vỏ ra rất là dễ. Giống như là đi chợ quê, mình vẫn có thói quen mua chè mỗi khi đi siêu thị. Ta nói mập thì mập, ăn xong rồi tập thể dục cũng được. Để rửa sạch mùi tanh của gà thì mình dùng giấm và muối. Mình ướp sơ gà với muối, hạt nêm và tiêu, sau đó để cho gà nghỉ 15 phút. Hành tây mình bổ muối cao, còn hành lá thì mình cắt khúc. Gừng lúc này mình cạo vỏ rất là dễ dàng nha các bạn. Sau khi cạo vỏ xong thì mình sẽ cắt thành sợi. Gừng có tác dụng là khử mùi tanh của gà rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một nồi nước. Sau đó mình xếp cải lên, rồi xếp gà lên trên. Sau đó thì mình sẽ cho các nguyên liệu vào. Cái món này mình cảm thấy rất là dễ làm nha các bạn, dù đây là lần đầu tiên mình làm á. Trong lúc chờ đợi gà chín thì mình ăn chè thôi. Chè mà nấu với nước cốt dừa nha, nó béo, nhìn là thấy thèm rồi đó. Ôi nó béo. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước chấm nè. Gừng mình đâm nhuyễn ha. Đường, hạt nêm, nước mắm, tí chanh, trộn đều. Trộn thêm một ít cải thìa với lại nước hấp gà, trình bày ra đĩa. Cải mình trộn sơ cho nên là nó xanh mươn mướt luôn á. Trộn sơ như thế này thì chắc chắn nó sẽ rất là ngon. Nhìn hai cái đùi gà hấp dẫn, mươn mướt luôn á. Thịt gà rất là thơm luôn nha. Mình bẻ gà ra nè. Đó. Chấm cái này cái nước chấm. Rất là thơm mùi gừng luôn. Vị nó rất là đều vị. Cái nước chấm này nè, mình có một tip cho các bạn là các bạn đừng có ngại. Các bạn cứ để nhiều đường vô là nó sẽ ngon nè. Vị cải không có bị nồng. Cải thìa rất là ngọt. Đã vậy còn có hành tây nè, gừng nè, hành lá nè, rồi cả tiêu nữa. Tất cả những cái hương liệu này nó hòa quyện vào nhau á, làm cho gà nó mất đi cái mùi tanh. Cái món này vừa dễ làm mà ăn lại ngon nữa. Cải thìa mới vừa hái luôn á, nó rất là tươi, xong rồi mình trộn sơ nữa. Rồi ăn hả, nó ngọt. Nó giòn. Mình thấy món này là xuất sắc luôn các bạn. Các bạn ở nhà cứ làm thử nha. Vừa dễ nè mà lại ngon. Và bây giờ mình sẽ bật tivi và tiếp tục thưởng thức cái món ăn của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ sau. Bye bye.